ghê không các bạn? Như thế này thì nó không bỏ bến bỏ hơi thì làm sao mà ấy được. Đây là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến là chạy mặt biển. Bây giờ tôi phân bổ như thế này nhé các bạn, tức là số 2 của trục cam thì ăn với số 2 của bánh răng điêu tốc. Đối với bánh răng điêu tốc này thì nó sẽ ăn chung của giữa bánh răng đối trọng và bánh răng tay quay và bánh răng trục cơ. Số 1 của trục cơ thì ăn với, khi đưa cái mặt tay quay vào, các bạn chú ý là cái lưng mỏng nhất. Các bạn có thể bẻ những cái vòng xương máng cũ để cạy những cái mũi than ở trong cái rành của các cái quản sống, ba vòng bọc hơi hay còn gọi là ba vòng xương măng. Thì các bạn cứ cho xương măng nhiệt. Cái độ hở co của bên hút là 0,35 mm, độ hở của co bên xả là 0,45 mm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và vệ sinh nhé các bạn. Các bạn là như thế này mà. Đây là một trong những cái nguyên nhân này. Và thấy nó tắc tịch như thế nào. Ghê không các bạn? Như thế này thì nó không bỏ bến bỏ hơi thì làm sao mà ấy được. Có lẽ đầy luôn đấy các bạn nhé. Đấy, cho nên là mỗi lần xử lý những cái tình huống này thì các bạn nên nếu như có điều kiện mở được như thế này thì quá tuyệt vời. Các bạn thấy không? Tôi đưa sạc thế này cho các bạn thấy này. Nó phải được cả lỗ trong này đấy. Đây là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến là chạy mặt biển. Có thấy không? Tắt thì thản luôn. Đấy, như thế này thì làm sao mà không chạy được. Bạn thấy không? Rất là nguy hại nếu như chúng ta không cẩn thận cầu thả hoặc là bỏ sót những cái tình huống này. Thì sửa máy cũng bằng không, không ạ. Đấy, các bạn thấy rất là ghê gớm nhé này. Mà còn là phải đến khoảng 5-6 lần từng này nữa chứ không phải từng này đâu nhé. Đây có máy ra cả tận của camera luôn đấy. Nó đặc hẳn luôn đấy các bạn nhé. Đây là một trong những cái nguyên nhân dùng nhớt tái chế nhé các bạn. Cái nhớt này người ta đã sử dụng rồi, sau đó là đưa về người ta lại lọc lại và đưa ra thị trường. Đây là một trong những cái nguy hại nhất khi chúng ta dùng cái nhớt rẻ, tức là nó lệch nhau chỉ được khoảng 50 ngàn thôi, nhưng mà nó nguy hại đến động cơ như thế này. Nếu như trường hợp mỗi lần bị cháy trục cơ như thế này là mất tiền triệu rồi. Cho nên là các bạn nên chú ý rằng là khi thay nhớt cũng phải nên thận trọng, làm sao mà cái nhớt mà hợp lý với cái phụ gia, đúng cái chỉ tiêu kỹ thuật nha các bạn. Có thể những cái cách thức này để chúng ta có thể là cho nó soi một cách sạch sẽ ở trong luôn, bằng cái phương án như thế này nhé các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích và thiết thực, giúp được điều gì đó cho các bạn thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV để có phần động lực cho những cái clip tiếp theo. Mong được sự ủng hộ của các bạn.
Như thế là thông cả cái lỗ với nhau cả rồi nhé các bạn, và trống đã vệ sinh được sạch sẽ rồi. Đã lắp trục cớ vào nha các bạn. Cái búa đây. Hai búa đó, đây búa đó. Trước khi đưa trục cớ vào các bạn đến cho nhớt vào nhé các bạn. Đâu. Sau khi đã đưa được trục cớ vào thì các bạn nên cho những cái con ốc dài hơn để thứ nhất là nó giữ được cái răng, nó không xê dịch. Cái thứ hai là có cái sự cân bằng để chúng ta siết ốc vào dần. Bởi vì cái này rất là nặng cho nên là chúng ta phải làm cẩn thận, không được lâm ẩu. Đây các bạn hãy vặn đều để cho nó đưa vào dần. Ok, đưa sang bên kia. Trục có cá đồng. Có bị nếu ăn sáng ăn có cá không? Bây giờ chúng ta sẽ lắp bộ bánh răng chuyền đồng nhé các bạn. Số 1 của bánh răng đeo tốc ăn với số 1 của trục cơ. Số 2 đi về số 2. Quay cái này cho số 0 vào vị trí đi. Chưa? Rồi, chúng ta cho bánh răng tay quay vào này. Rồi. Bây giờ tôi phân bổ như thế này nhé các bạn. Số 2 của trục cam thì ăn với số 2 của bánh răng điêu tốc. Đối với bánh răng đua tốc này thì nó sẽ ăn chung của giữa bánh răng đối trọng và bánh răng tay quay và bánh răng trục cơ. Số 1 của trục cơ thì ăn với hai số 1 của bánh răng đua tốc. Số 3 của trục tay quay thì ăn với hai số 3 của bánh răng đua tốc. Số 0 của bánh răng đối trọng dưới thì ăn với hai số 0 của bánh răng đua tốc. Còn trên này là đối trọng trên thì ăn với số 0, tức là xen kẽ với số 0 của bánh răng tay quay nhé các bạn. Là như thế là đã đúng. Sau khi đã kiểm tra chính xác rồi thì bây giờ chúng ta
lắp mặt tay quay lại, tức là lắp cái lắp rong cũng như là mặt của tay quay lại. Khi đưa cái mặt tay quay vào, các bạn chú ý là cái lưng mỏng nhất là cho bên này để đưa tổng bấm vào cho nó dễ dàng. Rồi. Anh em chia sẻ tới đây. Năm anh em chia sẻ cho bác Việt nhá. Thưa các bạn, đây là cái cách vệ sinh cho các quả bê tông mà chúng ta sử dụng lại. Đây là bê tông của động cơ 1135 nhé các bạn. Các bạn có thể bẻ những cái vòng xước máng cũ để cạy những cái mũi than ở trong cái rành của các cái quả bê tông. Như vậy là công tác vệ sinh quả bê tông là tương đối ổn định nha các bạn. Thưa các bạn, đây là bộ sức bắn của động cơ S135 hay còn gọi là IM135. Thì trước khi đưa sức bắn vào thì các bạn nên thử để kiểm tra cái độ mòn. Cái thứ nhất là như thế, cái thứ hai nữa là khi các bạn sử dụng lại cái những cái khí lánh này, tức là cái sơ mí này dùng lại, thì các bạn nên hãy sử dụng những cái loại bộ xi măng ngàm như thế này để tránh những cái tình trạng là khí nó quá mòn mà nó mòn đều mà chúng ta không biết được, thì những cái khe hở này nó sẽ làm đục thịt hơn, nó bền bỉ được lâu hơn. Đó là một trong những cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ trước khi đưa vào xước măng thì vào xước măng cho quả bê tông thì các bạn nên thử để xem, thứ nhất là độ chính xác của bộ hơi, cái thứ hai nữa là độ hở của xước măng. Các bạn hãy đẩy thẳng vào và bẻ theo cái chiều hướng này, và đồng thời các bạn hãy đưa quả bê tông để đẩy vào lấy cái tiết diện để chúng ta kiểm tra. Thì qua đây chắc là các bạn cũng có thể thấy rõ không ạ? Thế là đồ hở này là ok nhé các bạn. Được rồi, thấy được. Đấy, thì đó là một trong những cái mà các bạn nên thử. Còn đối những cái vòng xi măng thứ hai thì chúng ta không cần nữa, là bởi vì nó đã có ngàm rồi. Thì có hở bao nhiêu hoặc là cái đồ kỹ thuật của nó thì chắc có lẽ nó là chuẩn rồi. Ta không cần thiết nữa. Thứ nhất là độ chính xác của bộ hơi, thứ hai nữa là để biết được cái độ mòn, độ hở của các cái miệng xước măng nha các bạn. Đây là bộ vào xước măng nha các bạn. Chúng ta chọn cho hợp lý của cái động cơ D35. Trước khi vào xước măng thì các bạn nên ướm thử các cái vòng xước măng.
Thứ nhất là để xem nó có vướng mắc hoặc bị lỗi gì hay không. Để khi chúng ta vào là không là nó trục trặc nhiều cái vấn đề khác. Sau khi đã làm xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa sân măng vào trong quả bê tông. Trước khi đưa vào, các bạn chuẩn bị hai cái sợi vải như thế này. Tất nhiên những cái vấn đề này thì tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Nhưng mà đối với động cơ 135 thì rất là ít khi mà chúng ta được xem được thấy. Thường thì các bạn được xem thấy là từ ở động cơ D6 cho đến D15, D24. Nhưng đối với động cơ D35 thì rất là ít khi gặp. Nhưng mà đối với trường hợp này thì nó cũng tương tự giống như nhau thôi các bạn. Cơ bản là cái cách kỹ thuật các bạn vào như thế nào cho nó hợp lý, phân bổ xi măng như thế nào, phân bổ thì khe hở như thế nào. Bình thường thì chúng ta có thể vào bó được một cách rất là dễ dàng, nhưng mà không nên các bạn nhé. Đây là một trong những cái kinh nghiệm mà chúng ta không nên làm vào bó. Sở dĩ tôi nói là không nên là bởi vì khi chúng ta vào là cả cái miệng, tức là cái cạnh sắc này, nó sẽ vạch vào ở các cái vị trí của thanh quả bê tông, dẫn đến là nó rất là ảnh hưởng, nó sẽ dễ dàng lọt nhớt. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta mà bánh bằng tay như thế này thì các bạn không biết thế nào, cho tôi thấy đã gặp rất là nhiều người đã bị chảy máu ở đây. Thứ hai nữa là bị gãy vòng xi măng bởi vì nó cứng nhưng rất là giòn. Đấy là một trong những cái mà cần thiết nha các bạn. Mà hơn nữa chúng ta cũng không đi đâu mà vội, không nên cẩu thả. Vòng thứ hai là vòng xi măng kỹ nha các bạn. Khi đã vào được thì chúng ta rút cái sợi vải rất là dễ dàng. Đây là vòng xi măng nhiệt ở như miền Nam, ở phía trong thì thường là gọi là xi măng lửa nha các bạn. Đối với những cái động cơ lớn như thế này, từ D30 cho đến D40, 35, 36, 38, 33 thì thường là ở trong phía Nam, ở Gia Lai, Con Tum và nhiều cái khu vực miền núi ở phía trong thì thường là hãy dùng cái động cơ này để sử dụng là hệ thống động cơ cầu đẩy và tơi. Rất là nhiều cái vì nó rất là khỏe và hữu dụng. Đây nhé các bạn, khi các bạn phân bổ cả cái miệng xi măng thì đối với động cơ D35 thường có 3 vòng bạc, hay còn gọi là 3 vòng bạc hơi, hay còn gọi là 3 vòng xi măng. Thì các bạn cứ cho xi măng nhiệt ở phía giữa, phía dưới. Còn hai cái vòng xi măng nhớt và xi măng lửa thì cho hai cái miệng phía trên, cách lỗ ắc bê tông khoảng 2,5 phân 3 phân là được nha các bạn. Còn cái chiều hướng của nó thì thường là cái phần dày này nó sẽ ở bên dưới thì nó sẽ đúng hơn. Còn lắp ngược thì nó vẫn đổ đấy, nhưng mà nó không đúng theo cái kỹ thuật. Khi đã vào đúng vị trí rồi thì chúng ta nên cho nhớt vào để từ khi đưa thanh tuyền và bê tông vào một thể luôn. Các bạn hãy dùng nhớt sạch để cho vào.
các bạn nên cho nhớt vào để bôi trơn nhé. Có một cái lưu ý nữa là nếu như ở trên cái tay biên, tức là trên cái thanh tuyền này có cái số ở đây, thì ở nửa ốp bằng bên phía bên kia các bạn cũng nên cho lên phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ đưa bê tông và thanh tuyền vào nha các bạn. Bây giờ chúng ta lắp nửa ốp bằng biến vào nha các bạn. Đấy nhé các bạn, đối với cái đệm quy lát của IM1135, tức là động cơ D35 thì không phải là cái nào cũng là của 35 là vừa được cho nhau đâu nhé các bạn. Lúc này chúng tôi đã thử rất là nhiều cái, nhưng mà phải chính xác của nó thì nó mới đúng của nó được, còn không nó không thể được nhé các bạn. Kéo ra là một cái đinh ống. Sau khi đã vệ sinh và ra đấm kiểm tra kỹ càng, bây giờ chúng ta sẽ đưa mặt quyền lát vào nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa đua đẩy vào nha các bạn. Chúng ta lắp chân co nha các bạn. Ốc 19. Các bạn lưu ý rằng là khi chỉnh thì các bạn nên để ý cái tấm. Tấm của con này ăn với tấm của đầu nấm súp bắp nhé. Lắp vào ra đều có nghĩa là đúng nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đo.
giờ chúng ta cắn chỉnh xuống bắp nha các bạn. Cái độ hở co của bên hút là 0,35mm, độ hở của co bên xả là 0,45mm, có nghĩa là nó bên xả nó rộng hơn. Sau khi các bạn đã chỉnh chính xác rồi thì chúng ta sẽ đưa tút lốp vít dẹt giữ vào vị trí của cái đinh để chúng ta khóa chặt cái con ốc này lại. Một chiêu hở một chiêu chắc nha các bạn. Đối với cái chiếc bánh đa này thì nó có cái phần tua của củ đề nha các bạn, cho nên là nó rộng hơn, không thể đưa được dây cu loa vào một cách dễ dàng như những cái chiếc động cơ khác. Thế chúng ta phải đưa, khi mà đã mở bánh đa thì chúng ta đưa vào một thể như thế này luôn, sao cho nó tiện. Tác vệ sinh lần cuối khi cho nhớt và cũng là đưa xe nhớt vào nha các bạn. Mỗi lần thay nhớt thì các bạn nên chuẩn bị một kỹ càng như thế này. Đây là một rất là quan trọng.